Tập 30. Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho. Triệu Vân thoát được, chạy về cầu Trường Bản, lại nghe thấy đằng sau có tiếng reo, thì là Văn Xính dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, vẫn thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, liền kêu to, Dực Đức cứu ta với. Phi nói, Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi theo cứ mặc ta chống cự. Vân tế ngựa qua cầu, đi được hơn 20 dặm, thì gặp Lưu Bị cùng mọi người đang nghỉ dưới gốc cây. Vân xuống ngựa thụp xuống đất khóc, Lưu Bị cũng khóc. Vân thở hổn hển nói, tội tôi chết vạn lần cũng còn nhẹ. Mi phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Tôi phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi. Bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây? Nói rồi cởi bọc ra xem, thì A Đẩu vẫn ngủ say, Vân mừng rỡ nói, may quá công tử không việc gì. Rồi hai tay nâng đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị đỡ lấy A Đẩu nói, vì mày mà suýt nữa ta mất một viên đại tướng. Nói rồi ném phịch xuống đất. May Triệu Vân đỡ kịp, khóc lại nói, tôi dù xương tan thịt nát, cũng không đủ báo đáp được. Người sau có thơ rằng, hổ thiêng vùng vẫy trong quân tháo, rồng nhỏ nằm tròn bọc Tử Long, chung ấy lấy gì yên ủi được, ném con thu lấy bụng anh hùng. Lại nói, Văn Xính đem quân đuổi theo Triệu Vân đến cầu Trường Bản, thì gặp Trương Phi, râu hùng vểnh ngược, hai mắt trợn trừng, tay cầm xà mâu, cưỡi ngựa đứng sừng sững trên cầu. Lại thấy sau rừng ở mé đông cầu, bụi bay mù mịt, Xính tưởng có quân phục, dừng ngay ngựa lại, không dám theo nữa. Một lát, Tào Nhân, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Trương Liêu, Hứa Chử lũ lượt kéo đến. Trương Phi vẫn cứ trợn mắt, cầm ngang ngọn mâu đứng sững trên cầu. Tướng Tào thấy vậy, ai cũng sợ là mẹo của Khổng Minh, không dám tiến gần nữa và bày thành thế trận. Các tướng Tào đứng dàn hàng chữ nhất ở bên tây cầu, rồi sai người phi ngựa báo với Tào Tháo. Tháo nghe tin cũng lật đật lên ngựa chạy đến. Trương Phi trợn mắt tròn xoe trông thấy hậu quân có tán vóc vàng, Mao, Việt, Tinh, Kỳ, đoán biết là Tào Tháo hoài nghi nên đến xem. Phi bèn thét lên một tiếng cực to rằng, ta là Trương Dực Đức nước Yên đây. Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào? Tiếng phi to như tiếng sấm, quân Tào nghe thấy run cầm cập. Tào Tháo vội sai cục tán xuống, ngoảnh lại bảo Tả Hữu, bây giờ ta mới nhớ lời Vân Trường nói khi trước rằng Trương Dực Đức ở trong đám quân trăm vạn, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nay gặp hắn không nên khinh địch. Nói chưa dứt lời, Trương Phi lại trợn mắt quát một tiếng nữa, Trương Dực Đức người nước Yên đây. Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào? Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng như thế, có ý muốn lui. Trương Phi thấy sau trận Tào hơi dục dịch, lại vác mâu quá to, đánh cũng không đánh, lui cũng chẳng lui, là cớ làm sao? Phi quát chưa dứt tiếng, Hạ Hầu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo khiếp sợ quá, đứt ruột vỡ gan, ngã nhào xuống ngựa chết tốt. Tháo hoảng quá liền quay ngựa chạy, quân tướng thấy vậy cũng nhằm hướng tây chạy cả. Thật là, đứa con nít miệng còn hôi sữa, chịu làm sao được tiếng sấm vang. Lúc ấy, người vứt giáo, kẻ rớt mũ, không biết bao nhiêu mà kể. Người như nước trào, ngựa như núi lở, quân lính giày xéo lên nhau chết vô số. Đời sau có thơ rằng, Trường Bản cầu này sát khí sinh, ngang mâu, chữ ngựa, mắt long lanh. Bên tai một tiếng vang như sấm, khiếp vía quân Tào vội rút nhanh. Trương Phi thấy quân Tào rút liền sai phá ngay cầu Trường Bản rồi về gặp Lưu Bị. Lưu Bị tập hợp quân tướng và dân chúng lập tức theo đường nhỏ đi tắt ra Hán Tân theo lối Miện Dương. Nói về Tào Tháo sau khi bị Trương Phi dọa chạy thì kéo quân về cướp Giang Lăng, lại nghe tin Lưu Bị đã sang Giang Hạ, sợ cấu kết với Đông Ngô thì càng khó trị, bèn theo kế của Tuân Du, lập tức ra hịch sai sứ sang Giang Đông, một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thảy 83 vạn, lại nói phao lên những 100 vạn quân, thủy lục đều tiến. Quân thuyền quân kỵ cùng đi, theo dọc bờ sông Trường Giang kéo đến, phía tây nối liền với đất Kinh Giáp, phía đông tiếp giáp Kỳ Hoàng, doanh trại nối với nhau dài hơn 300 dặm. Lưu Bị biết tin liền cùng với Khổng Minh và Lưu Kỳ bàn việc. Khổng Minh nói, Tào Tháo thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bằng ta sang nhờ Tôn Quyền ở Giang Đông để làm ứng viện. Nam, Bắc hai bên giữ miếng với nhau, ta ở giữa kiếm lợi, có gì mà chẳng được. Lưu Bị nói, Giang Đông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao họ chịu nạp ta. Khổng Minh cười đáp rằng, nay Tào Tháo giàn quân trăm vạn, chiếm cứ Giang Hán, tất nhiên Giang Đông phải cho người lại đây dò la xem hư thực thế nào. Nhược bằng có sứ đến, tôi xin mượn một cánh buồm thuận gió đến thẳng Giang Đông, chỉ ba tấc lưỡi đủ làm cho hai quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau. Nếu quân Nam được ta dùng đánh Tào Tháo, lấy đất Kinh Châu. Nếu quân Bắc được, ta thừa thế tính lấy Giang Nam cũng nên. Lưu Bị nói, kế ấy rất hay, nhưng làm thế nào khiến cho Giang Đông sai người đến đây được? Vừa nói dứt lời, có tin báo rằng Tôn Quyền ở Giang Đông sai Lỗ Túc lại viếng tang. Khổng Minh cười nói, việc to chắc xong.
rồi hỏi luôn Lưu Kỳ, ngay trước Tôn Sách mất, Tương Dương có sai người sang viếng không? Kỳ đáp, Giang Đông với nhà tôi có tử thù, đâu có đi lại hiếu hỉ. Khổng Minh nói, thế thì Lỗ Túc đến đây, không phải để viếng tang mà là để dò xét tình hình ta đó thôi. Lỗ Túc sau khi đến viếng tang xong, đứng dậy từ biệt Lưu Bị, Lưu Kỳ, rồi cùng với Khổng Minh lên thuyền sang sông đến quận Sài Tang. Lỗ Túc dặn Khổng Minh rằng, tiên sinh có vào ra mắt chúa công tôi, thì đừng nói thật bên Tào Tháo lắm quân nhiều tướng nhé. Khổng Minh nói, điều ấy Tử Kính không phải dặn, tôi sẽ liệu lời đối đáp. Khi thuyền cập bến, Lỗ Túc mời Khổng Minh về nghỉ trong nhà khách, rồi vào gặp Tôn Quyền trước. Lúc bấy giờ Tôn Quyền đương họp các quan văn võ ở trong triều, nghe tin Lỗ Túc về, gọi ngay vào hỏi, Tử Kính sang Giang Hạ thấy hiện tình thế nào. Lỗ Túc đáp, cũng đã biết được ít nhiều, xin để thư thả sẽ thưa. Tôn Quyền đưa tờ hịch của Tào Tháo cho Lỗ Túc xem và bảo rằng, hôm nọ Tào Tháo sai sứ đưa hịch đến đây, ta đã cho sứ quay về. Nay đương bàn việc ấy với các quan chưa xong. Lỗ Túc lấy tờ hịch xem. Trong hịch nói đại khái như sau, ta phụng mệnh vua, đánh kẻ có tội. Cờ trỏ về Nam, Lưu Tôn phải bó tay, dân Kinh Tương nghe thấy tin, răm rắp hàng phục. Nay thống lĩnh 100 vạn hùng binh, 1000 viên thượng tướng, muốn cùng với tướng quân họp săn ở Giang Hạ, để đánh Lưu Bị, cùng chia đất đai, giao hảo với nhau mãi mãi. Xin đừng ngờ vực, trả lời ngay cho. Lỗ Túc xem xong, hỏi, ý chúa công thế nào? Tôn Quyền nói, ta cũng chưa quyết định. Trương Chiêu nói, Tào Tháo thống lĩnh quân 100 vạn, mượn tiếng thiên tử, đánh dẹp 4 phương, mình chống cự lại thì là nghịch. Và lại chỗ dựa của chúa công để chống với Tào Tháo là sông Trường Giang. Nay Tháo đã lấy được Kinh Châu, ta không còn độc chiếm cái thế hiểm trở của con sông đó rồi, khó địch được nữa. Vậy, cứ ý tôi, đầu hàng là kế vẹn toàn. Các mưu sĩ đều nói, lời tử bố chính hợp lòng trời. Tôn Quyền ngồi ngần ngừ không nói. Trương Chiêu lại tiếp, chúa công không nên nghi ngại gì nữa. Nếu hàng Tào thì dân Đông Ngô được yên, mà 6 quận Giang Nam cũng giữ được. Tôn Quyền vẫn cúi đầu không nói gì. Một lát Tôn Quyền đứng dậy đi thay áo. Lỗ Túc theo sau, Quyền biết ý hỏi Túc rằng, ý ông thế nào? Túc nói, vừa rồi, bọn họ nói như thế là không hiểu bụng chúa công. Mọi người, ai cũng có thể hàng Tào Tháo được, duy có chúa công thì không hàng được. Quyền hỏi, sao vậy? Túc nói, như Lỗ Túc này mà hàng, thì Tháo phong cho làm quan, áo gấm về làng, mà cũng không phải mất đất đai gì cả. Chúa công mà hàng Tào thì về đâu? Chức tước bất quá phong hầu là cùng, xe một cỗ, ngựa một con, đầy tớ vài 3 người, muốn ngồi ngoảnh mặt về Nam mà xưng cô có còn được nữa không? Xem như thế, ý họ ai cũng chỉ biết thân người nấy mà thôi, có nghĩ gì đến chủ đâu. Xin chúa công chớ nghe, nên sớm định kế lớn. Quyền than rằng, ta nghe họ nghị luận thật là thất vọng. Tử Kính mới ngỏ kế lớn, chính hợp ý với ta. Quả thật trời đem Tử Kính cho ta đó. Nhưng Tào Tháo mới được quân Viên Thiệu, gần đây lại được quân Kinh Châu, thế lớn lắm, ta sợ địch không nổi. Túc nói, tôi vừa sang Giang Hạ, đem được em Gia Cát Cẩn là Gia Cát Lượng về đây, chúa công nên gọi vào hỏi, sẽ biết tình hình thế nào. Tôn Quyền hỏi, Ngọa Long tiên sinh có ở đây à? Túc nói, hiện đương nghỉ ở ngoài nhà khách. Quyền nói, hôm nay đã tối rồi, đừng cho vào gặp vội. Để ngày mai họp cả văn võ dưới trướng, trước hết cho gặp các tay anh Tuấn Giang Đông đã, rồi sẽ mời lên triều đường bàn việc. Túc nhận mệnh trở ra. Hôm sau vào nhà khách, ra mắt Khổng Minh, lại dặn rằng, hôm nay ông vào gặp chủ tôi, xin chớ nói Tào Tháo nhiều binh lắm tướng. Khổng Minh cười, đáp rằng, tôi sẽ tùy cơ mà liệu, không để lỡ việc đâu. Túc mới dẫn Khổng Minh đến dưới trướng, đã thấy bọn Trương Chiêu, Cố Ung, toàn ban văn võ hơn 20 người, mũ cao đai rộng, y phục chỉnh tề, ngồi có thứ tự rồi. Khổng Minh chào hỏi từng người, thông tính danh đâu đấy, rồi đến ngồi trên ghế tân khách. Bọn Trương Chiêu thấy Khổng Minh phong thái đàng hoàng, tự nhiên, độ lượng, khẳng khái, biết rằng người này tất là người đi thuyết khách. Trương Chiêu mới gợi trước rằng, Chiêu tôi là một kẻ học trò ngu hèn bên Giang Đông, lâu nay vẫn được nghe tiếng tiên sinh nằm khểnh trong Long Trung, ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, lời ấy chẳng biết thực hay hư. Khổng Minh đáp, phải, lượng tôi cũng có hợm mình mà vì thế. Chiêu lại nói, mới đây, tôi mới nghe Lưu Dự Châu 3 lần cầu đến tiên sinh ở trong lều tranh, may được tiên sinh như cá được nước. Những toan thu sạch cả Kinh Tương, thế mà nay chỉ có một buổi sáng mà về tay Tào Tháo hết, chẳng hay ý ông thế nào. Khổng Minh nghĩ thầm rằng, Trương Chiêu là tay mưu sĩ bậc nhất của Tôn Quyền, nếu mình không áp đảo được hắn thì sao thuyết phục được Tôn Quyền. Bèn đáp rằng, kẻ lấy đất Hán Thượng, ta coi dễ như trở bàn tay, hiềm vì chủ ta là Lưu Dự Châu, muốn làm điều nhân nghĩa, không nỡ cướp cơ nghiệp của người đồng tông, cho nên nhất định không lấy. Lưu Tôn là một đứa trẻ thơ, tin nghe lời nịnh, bí mật hàng Tào, cho nên mới để cho Tào Tháo ngông cuồng. Nay chủ ta đóng quân ở Giang Hạ, sẽ có kế khác, những kẻ tầm thường có hiểu sao được.
Chiêu nói, nếu thế thì tiên sinh lời nói không đi đôi với việc làm rồi. Tiên sinh đã ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, mà Quản Trọng ngày xưa giúp Tề Hoàn Công trị được chư hầu, định được thiên hạ. Nhạc Nghị ngày xưa giúp nước Yên đương suy yếu mà hạ được hơn 70 thành nước Tề. Hai người ấy thực là có tài kinh bang tế thế. Và khi tôi xem Lưu Dự Châu chưa được tiên sinh, ai cũng mong ngóng, đến đứa trẻ con cũng cho đó là hổ sinh cánh, nhà Hán sắp sửa lại hưng, họ Tào sắp đổ. Ai ngờ từ khi tiên sinh về với Dự Châu, quân Tào mới đến, đã bỏ giáp Quảng Gươm, trông thấy bóng là chạy, bỏ Tân Giã, chạy khỏi Phàn Thành, thua Đương Dương, chạy ra Hạ Khẩu, chẳng có lấy một chỗ dung thân. Thế chẳng hóa ra Dự Châu từ khi được tiên sinh lại không bằng trước ư? Quản Trọng, Nhạc Nghị chắc cũng như thế đó ư? Đó là mấy lời quê kệch, xin tiên sinh đừng chấp. Khổng Minh nghe xong, cười ha hả mà rằng, cái chí lớn của Phượng Hoàng, chim sẻ hiểu sao được. Ví như người bệnh nặng, trước hết phải cho uống nước cơm, nước cháo, thuốc thang, lúc nào phủ tạng điều hòa, thân thể hồi phục, bấy giờ mới cho bổ bằng cá thịt, trị bằng thuốc mạnh, thì gốc bệnh mới tiệt, sinh mệnh mới an toàn. Nếu bệnh còn nặng, phủ tạng còn yếu, đã trị ngay bằng thuốc mạnh, bổ ngay bằng vị ngon, thì khó lòng chữa khỏi được. Chủ ta trước thua ở Nhữ Nam, đến nhờ Lưu Biểu, quân không đầy 1.000, tướng chỉ có Quan, Trương, Triệu chính là lúc bệnh đang nguy ngập. Tân Giã là một huyện nhỏ, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, lương thực ít ỏi, chủ ta chẳng qua đến nương tạm đó mà thôi, có phải muốn khư khư ngồi giữ cái xó ấy đâu. Trong hoàn cảnh quân sĩ không sẵn, thành quách không bền, quân không luyện tập, chạy ăn từng bữa, thế mà lửa cháy Bác Vọng, nước ngập Bạch Hạ, khiến bọn Hà Hầu Đôn, Tào Nhân phải lòng run mật vỡ, thiết tưởng Quản Trọng, Nhạc Nghị dùng binh cũng vị tất đã hơn gì. Đến như Lưu Tôn hàng Tào, Dự Châu hoàn toàn không biết, và lại không nỡ nhân lúc loạn mà cướp lấy cơ nghiệp người đồng tông. Thật là đại nhân, đại nghĩa. Còn trận thua ở Đương Dương, vì có vài vạn dân, già trẻ rắt díu nhau đi theo, không nỡ bỏ, nên mỗi ngày chỉ đi được 10 dặm, không thiết đến lấy Giang Lăng, cam chịu thất bại, ấy cũng là đại nhân đại nghĩa vậy. Còn như ít không địch được nhiều, thì được thua chỉ là việc thường thôi. Ngày xưa vua Cao Tổ luôn thua Hạng Vũ, sau chỉ một trận ở Cai Hạ là thành công, đó không phải là mẹo tài của Hàn Tín đó ư? Hàn Tín thờ Cao Tổ đã lâu cũng không mấy khi thắng, bởi vì kế lớn nhà nước, xã tắc an nguy đều đã có chủ trương. Không như cái lũ khoác lác hư danh, bịp bộng, ngồi một xó mà lý thuyết suông thì không ai bằng, đến lúc có việc thì trăm phần chẳng được phần nào, thật đáng để cho thiên hạ chê cười. Bị thuyết một hồi, Trương Chiêu không còn thở ra được câu nào nữa. Lại có một người cất tiếng hỏi rằng, nay Tào Tháo quân hàng trăm vạn, tướng ước nghìn viên, uy thế như rồng như hổ, nuốt chửng Giang Hạ, ông bảo làm sao? Khổng Minh trông xem ai, thì là Ngu Phiên. Khổng Minh nói, Tào Tháo thu quân rơm rác của Viên Thiệu, nhặt quân ô hợp của Lưu Biểu, dù đông mấy trăm vạn cũng không đáng sợ gì hết. Ngu Phiên cười mát, thất bại ở Đương Dương, kế cùng ở Hạ Khẩu, đi van xin cứu viện không xong, còn nói không sợ, thật là khoác lác để bịp người đó thôi. Khổng Minh đáp, Lưu Dự Châu đem vài nghìn quân nhân nghĩa địch sao được trăm vạn quân tàn bạo. Lui về giữ Hạ Khẩu là để chờ thời cơ đấy. Nay Giang Đông, binh tinh lương đủ, lại có sông Trường Giang hiểm trở, thế mà còn xui chủ uốn gối hàng giặc. Từ đó mà suy, thì Lưu Dự Châu thật không sợ gì giặc Tháo vậy. Ngu Phiên chịu cứng. Lại có một người lên tiếng hỏi, Khổng Minh muốn uốn lưỡi Tô Tần, Trương Nghi sang làm thuyết khách ở Giang Đông này chăng? Khổng Minh nhìn xem ai thì là Bộ Trác, bèn đáp rằng Bộ Tử Sơn chỉ biết Tô Tần, Trương Nghi là biện sĩ, chuyên nghề nói mép, chứ chưa biết Tô Tần. Trương Nghi cũng là những trang hào kiệt. Tô Tần đeo ấn làm tướng sáu nước, Trương Nghi hai lần làm tướng nhà Tần, đều có tài giúp gây nên cơ nghiệp, đâu thèm so sánh với những kẻ sợ thế mạnh, lấn người yếu, tránh kiếm, lẩn đao. Các ngươi muốn nghe thấy Tào Tháo phao tin đã vội co vòi xin hàng rồi, còn dám cười Tô Tần, Trương Nghi sao được? Bộ Trác im ngay, không dám nói gì nữa. Lại có một người hỏi rằng, thế Khổng Minh cho Tào Tháo là người thế nào? Khổng Minh nhìn xem ai, thì là Tích Tung bèn đáp rằng, Tào Tháo là giặc nhà Hán, can gì phải hỏi. Tung nói, ông lầm rồi. Nhà Hán chuyển ngôi kế thế mãi đến nay, số trời sắp hết, giờ đây, Tháo đã nắm được 2/3 thiên hạ rồi, nhân tâm ai cũng quy phục cả. Duy chỉ có Lưu Dự Châu không biết thiên thời, muốn gượng tranh với Tháo, khác nào trứng trọi với đá, sao chẳng thất bại. Khổng Minh quát to lên rằng, Tích Kính Văn sao dám thở ra câu vô quân, vô phụ vậy. Người ta sinh ra ở đời phải lấy trung hiếu làm cốt. Ông đã làm tôi nhà Hán, nếu kẻ nào phản nghịch, phải thề giết nó đi, mới là phải đạo. Nay tổ tôn Tào Tháo đời đời ăn lộc nhà Hán, Tháo đã không nghĩ báo ơn, lại mang lòng phản nghịch, thiên hạ đều oán ghét cả. Ông lại dám đổ cho số trời, thật là con người vô quân vô phụ, không xứng đáng bàn luận. Chưa có nói nữa, Tiết Tung đỏ mày say mặt, câm như miệng hến. Lại một người hỏi rằng,
Tào Tháo tuy rằng mượn tiếng Thiên Tử để sai khiến chư hầu, nhưng cũng còn là con cháu ông tướng quốc Tào Tham ngày xưa. Lưu Dự Châu vẫn tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng không có bằng cớ nào, hiện mắt trông thấy chỉ là một người dệt chiếu, bán giày, sánh với Tào Tháo sao được. Khổng Minh nhìn xem ai, thì là Lục Tích, liền cười nói rằng, ông có phải là người ăn cắp quýt ở trong bữa tiệc của Viên Thiệu đó không? Xin hãy ngồi nghe ta giảng giải cho, Tào Tháo đã là con cháu tướng quốc họ Tào, thì là đời đời làm tôi nhà Hán, nay dám chuyên quyền ngang ngược, khinh nhường cả vua, như thế hắn không những là vô quân mà lại là khinh cả tổ tiên mình, không những là loạn thần nhà Hán, mà còn là đứa con bất hiếu của họ Tào nữa. Lưu Dự Châu đường đường một đấng tôn thất, đương kim hoàng đế hiện đã xét ra phả và phong tước cho, sao dám bảo là không có căn cứ. Và đức cao tổ ngày xưa, xuất thân làm đình trưởng, mà sau được thiên hạ, thì dệt chiếu, bán giày có gì là nhục. Kiến thức ông như trẻ con, không nên ngồi nói chuyện với cao sĩ. Lục Tích ngồi im thin thít. Lại có người nói rằng, Khổng Minh chỉ được cái già mồm lý lẽ, không phải là chính luận, không cần dài dòng làm gì nữa, hãy xin hỏi Khổng Minh đã học được những sách gì. Khổng Minh nhìn xem thì là nghiêm tuấn, liền đáp, tìm từng chương, dò từng câu, chỉ là bọn hủ nho mà thôi, sao có xây dựng được nước non cơ nghiệp. Và như ngày xưa Y Doãn cày ở đất sằn, Tử Nha câu cá trên sông Vị, Trương Lương, Trần Bình, Đặng Vũ, Cảnh Cam đều có tài giúp nước cả, mà cũng không cần xét xem ngày thường học những sách vở gì. Có đâu lại bắt chước bọn thư sinh, bo bo sách vở, cãi đen bàn trắng, múa văn khua bút đó ư. Nghiêm tuấn cúi đầu tiêu nghỉu ngồi im. Lại một người lớn tiếng hỏi, ông chỉ được việc nói khoác là giỏi, vị tất đã có thực học, tôi chỉ sợ bọn nhà nho cười cho thôi. Khổng Minh nhìn xem thì là Trình Đức Khu ở Nhĩ Nam, liền đáp, nho cũng có nho quân tử, cũng có nho tiểu nhân. Nho quân tử thì trung vua yêu nước, giữ chính ghét tà, chuyên làm những điều ích lợi chung, tiếng để đời sau. Còn như loại tiểu nhân thì chỉ gò rũa văn chương, miệt mài nghiên bút, còn trẻ làm phú đầu bạc đọc kinh, dưới bút dẫu có nghìn lời, trong bụng không được một mẹo. Xem như Dương Hùng văn chương có tiếng một đời, mà phải hạ mình đi thờ Vương Mãng rồi cũng đến đâm đầu xuống lầu mà chết. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hạng vạn câu thơ, cũng có ích gì đâu. Trình Đức Khu cũng ứ cổ nốt. Các tướng thấy Khổng Minh ứng đối như nước chảy, ai cũng sợ mất vía. Lúc đó, còn có hai người là Trương Ôn, Lạc Thống sắp sửa muốn hỏi. Thì bỗng bên ngoài có một người chạy vào quát to lên rằng Khổng Minh là bậc kỳ tài đời nay, các ngươi lấy môi mép vặn người ta, đó không phải kính trọng khách. Đại quân của Tào Tháo đã đến bờ cõi, tìm kế chống giặc chẳng tìm, cứ ngồi đấu khẩu như thế ích gì. Các tướng nhìn xem ai, thì là Hoàng Cái, tự là Công Phúc, người Linh Lăng, hiện đương làm quan coi lương ở Đông Ngô. Lúc ấy Hoàng Cái bảo Khổng Minh rằng, tôi nghe nói nhiều dù được lợi, cũng không bằng ngồi im không nói. Sao ông không đem lời vàng đá ra mà nói với chủ tôi, đâu lại thừa hơi mà cãi vã với họ làm gì? Khổng Minh đáp, các ông ấy không biết việc đời mà hỏi, chẳng lẽ không nói? Hoàng Cái, Lỗ Túc Liễn dẫn Khổng Minh vào gặp Tôn Quyền. Không biết Khổng Minh gặp Tôn Quyền nói làm sao để cho hai quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau, xin xem tập sau sẽ rõ.